ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi năm mới đến, câu hỏi mà được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đó là đầu tư vào kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhiều nhất? Bất động sản, chứng khoán, vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng? Hãy cùng VITV dạo quanh các kênh đầu tư trong năm 2018 thông qua chương trình chứng khoán cuối tuần với chủ đề Đầu tư gì 2018? Và trước khi phân tích cũng như lắng nghe ý kiến của các thành viên trên thị trường về các kênh đầu tư trong năm 2018, hãy cùng chúng tôi theo dõi một khảo sát nhỏ về mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với các kênh đầu tư tài chính hiện nay. Theo khảo sát với 20 nhà đầu tư tài chính, để trả lời cho câu hỏi, anh chị sẽ lựa chọn trong các kênh bất động sản, chứng khoán, vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng trong năm 2018, thì có 5 nhà đầu tư lựa chọn kênh bất động sản, 10 nhà đầu tư lựa chọn đầu tư chứng khoán, 1 nhà đầu tư lựa chọn vàng và 4 nhà đầu tư lựa chọn gửi tiết kiệm ngân hàng. Còn theo khảo sát với các chuyên gia tài chính, để trả lời cho câu hỏi, anh chị lựa chọn kênh đầu tư nào trong các kênh bất động sản, chứng khoán, vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng trong năm 2018, thì có 6 chuyên gia lựa chọn kênh bất động sản, 12 chuyên gia chọn đầu tư chứng khoán, không có chuyên gia nào lựa chọn đầu tư vàng và có 2 chuyên gia lựa chọn gửi tiết kiệm ngân hàng. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng bàn luận về kênh đầu tư bất động sản. Theo trang GMA Network, ông Johnson Chu, một chuyên gia phong thủy người Malaysia đã dự đoán năm nay những ngành liên quan đến thổ như xây dựng và bất động sản sẽ gặp rất nhiều may mắn. Bởi theo ông, Mậu Tuất được kết hợp từ thiên can Mậu và địa chi Tuất, bản thân đã mang yếu tố thổ. Còn các nhà đầu tư tài chính sẽ có phân tích như thế nào về kênh đầu tư này? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Năm 2017, nhà đầu tư bất động sản tiếp tục có một năm khá thành công, không thua kém năm 2016, trong đó phân khúc như đất nền vùng ven, đất nền dự án, nhà phố nội đô có mức tăng tốt nhất từ 10 đến 40%, căn hộ bình dân trung cấp tiêu thụ tốt với mức giá tương đương hoặc có tăng hơn năm 2016. Hiệp hội bất động sản dự báo nhu cầu các phân khúc bất động sản năm 2018 còn tiếp tục tăng hơn nữa, riêng phân khúc căn hộ cao cấp bắt đầu có dấu hiệu đuối sức khi nhà đầu tư thứ cấp bán ra nhiều, khiến xuất hiện tình trạng dư cung giảm giá. Thì tôi nghĩ rằng đó là tiếp tục cái thị trường bất động sản trong năm 2018 này sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải. Tuy nhiên là nó sẽ phân hóa cũng tương đối rõ nét. Chẳng hạn như tôi nghĩ là về phân khúc đất nền trong năm 2016-17 giờ rồi, thì phân khúc đất nền, đặc biệt là các khu vực ven đô tăng trưởng rất là tốt. Thì trong năm nay thì cái phân khúc đất nền nó sẽ, cái tốc độ tăng trưởng về giá nó có thể là nó chậm lại hơn. Tại vì là tôi nghĩ là cái trong ngắn hạn thì cái mặt bằng giá của cái phân khúc đất nền để tương đối là khá cao. Trong khi đó thì những cái phân khúc mà cao cấp, chẳng hạn như căn hộ cao cấp hoặc là căn hộ về resort hay gì đó, thì tôi nghĩ là nó sẽ vẫn duy trì được một cái đà tăng trưởng vừa phải do cái yếu tố bùng nổ bởi cái thị trường du lịch đang phát triển rất là tốt. Năm 2018 sẽ tiếp tục là một cái năm mà thị trường bất động sản sẽ còn phát triển tốt, đặc biệt là các dự án phát triển nhà ở có cái phân khúc trung bình và đặc biệt là các cái nhà ở giá thấp phục vụ cho các đối tượng là cán bộ công chức viên chức rồi công nhân lao động ở tại các khu công nghiệp. Thị trường bất động sản đối với thị trường bất động sản văn phòng cho thuê cũng như là các cái trung tâm thương mại cũng sẽ tiếp tục là một cái năm mà sẽ có một cái phát triển tốt do cái nhu cầu về văn phòng của các cái doanh nghiệp mới thành lập cũng rất là lớn. Và đặc biệt là như tôi đã nói là cái thị trường bất động sản du lịch cũng sẽ tiếp tục có cái sự phát triển, bởi vì cái nhu cầu về các cái cơ sở lưu trú cũng như là cái nhu cầu về các cái căn hộ khách sạn, condotel rồi là biệt thự ngày càng tăng. Theo các chuyên gia, năm 2018, các chính sách đã ban hành như chính sách tín dụng đối với thị trường bất động sản sẽ nới lỏng hơn, nghị định liên quan đến vấn đề quy hoạch, dự án mới và đặc biệt là phân khúc từng thị trường bất động sản sẽ hợp lý hơn. Với việc mở cửa hội nhập thì dòng tiền của các nhà từ nước ngoài cũng sẽ đổ về Việt Nam nhiều hơn. Cùng với cái việc phát triển của thị trường bất động sản thì các cái
cái chủ thể tham gia vào thị trường từ các cái cơ quan quản lý nhà nước đến các cái nhà đầu tư và đặc biệt là các cái nhà môi giới bất động sản đều đã được phát triển trong cái thời gian vừa qua. Hệ thống về quy định pháp luật thì cũng đã gần như là hoàn chỉnh với cái sự ra đời của luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Đấy, và các cái quy định đó thì với một cái mong muốn của chính phủ là kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn cái thị trường bất động sản cũng như là các cái chủ thể tham gia vào thị trường phải ngày càng chuyên nghiệp hơn để cho thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định. Cùng với cả các cái quy định như thế thì cái yêu cầu về các cái tiêu chuẩn hành nghề cũng như là cái tính chuyên nghiệp của các nhà môi giới thì ngày càng được thị trường yêu cầu một cách cao hơn. Và để mà đáp ứng được cái nhu cầu thị trường không chỉ đối với cả thị trường trong nước mà còn vươn ra các thị trường nước ngoài, trường kinh doanh bất động sản vẫn còn rất là tiềm năng so với cái mức mà lợi nhuận từ cái việc gửi tiết kiệm này. Nên tôi nghĩ là nhà đầu tư sẽ cân nhắc trong cái chuyện này tùy theo cái mục đích tham gia và cái đánh giá cái độ rủi ro của nhà đầu tư cũng như tổ chức để tham gia vào cái thị trường đầu tư. Tuy nhiên, với thị trường bất động sản, không phải nhà đầu tư nào cũng có đủ tiềm lực tài chính để tham gia sân chơi này. Cái thứ hai về bất động sản thì thực sự đấy là một cái lĩnh vực mà nó cần cái vốn lớn và vốn to. Thì bản thân mình cũng là một người rất là trẻ, thì cũng chưa có đủ để tham gia cái sân chơi đấy. Một điểm đáng chú ý nữa là việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty, trong đó có một phần không nhỏ dành cho bất động sản. Đây là môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư bất động sản phát triển trong năm 2018. Còn theo nhiều nhận định khác, thị trường chứng khoán sẽ sớm vượt mốc 1.300 điểm, một mốc kỷ lục chưa từng có trước đây. Các tên tuổi có vốn hóa lớn như Thaco, Ecopark hay Mobifone sẽ sớm lên sàn. Bên cạnh đó, việc xét nâng hạng thị trường chứng khoán dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5 và tháng 11 tới đây cũng sẽ là những yếu tố giúp thu hút dòng tiền lớn đổ vào thị trường chứng khoán. Năm 2017 đánh dấu một năm thành công lớn của kênh đầu tư chứng khoán với mức tăng của VN Index đạt 45,8%, cao hơn hẳn các kênh đầu tư khác và vượt trội so với thị trường chứng khoán các nước khu vực. Điều này không chỉ đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư mà còn thu hút nguồn vốn nước ngoài đưa vào Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước hồi phục rất ấn tượng. Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đầu tư hấp dẫn về dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đầu tư trên thị trường chứng khoán thì rất hấp dẫn và cái việc là các doanh nghiệp nói chung và trong đó có doanh nghiệp ngân hàng từng bước đăng ký ít trên các cái sàn giao dịch rồi phát hành cổ phiếu, trái phiếu để tăng vốn thì tôi cho là nhiều ngân hàng đang thực hiện một kế hoạch đó. Thì đấy cũng là một kênh đầu tư khá hấp dẫn mà được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Theo nhận định, thị trường chứng khoán sẽ thu hút vốn nhiều và tiếp tục xu thế tăng điểm, nhưng sẽ có những biến động tăng giảm khá mạnh ở các cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn. Những doanh nghiệp lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh vững chắc tiếp tục là cổ phiếu được các quỹ đầu tư lựa chọn với nguồn vốn huy động mới từ nước ngoài. Cho rằng là dòng tiền đang chảy sang thị trường chứng khoán. Thứ hai là chúng ta nhìn thấy rằng là ở kênh đầu tư thị trường hiện nay thì có rất nhiều các cổ phiếu và rất nhiều các cái doanh nghiệp hiện nay đang được hưởng lợi từ cái nền kinh tế đã tăng tốc lên. Chúng ta nhìn thấy rằng là khi nếu chúng ta đầu tư vào, chúng ta sẽ được thu được một cái lợi nhuận rất là tốt đối với sự hồi sinh của doanh nghiệp. Đấy là một cái điểm mà nhà đầu tư cũng đang rất là quan tâm. Còn cái kênh hấp dẫn đối với tôi thì tôi nghĩ rằng chứng khoán đó là một cái cơ hội lớn cho nhà đầu tư, đặc biệt là cái dòng tiền ngoại đã tìm đến các quỹ lớn, đã tìm đến Việt Nam. Một trong những cái kênh mà hấp dẫn nhất của năm 2018 cũng là đầu tư vào chứng khoán, bởi một lẽ là chứng khoán thì thanh khoản tốt hơn đối với cả các cái kênh khác. Ví dụ như bất động sản chẳng hạn thì cần phải vốn nhiều hơn và muốn bán hoặc là muốn mua thì nó mất thời gian hơn rất nhiều so với cả chứng khoán, thay vì là chứng khoán chỉ có T+3 mà thôi. Thế còn lại là tại sao để nói là năm 2018 thì là kênh đầu tư chứng khoán là một trong những kênh hấp dẫn, cũng bởi một cái nữa đó là nền kinh tế của chúng ta từ năm 2017 cho đến năm 2018 hứa hẹn là một nền kinh tế đang tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Thế mà chứng khoán thì nó là cái thị trường chứng khoán là cái gương soi của nền kinh tế. Thế vì vậy mà khi mà kinh tế phát triển mạnh mẽ thì một trong những cái kênh mà đầu tư hấp dẫn chính là thị trường chứng khoán, nó sẽ tăng trưởng cùng với cả kinh tế. Năm 2018, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi chu kỳ tăng trưởng kinh tế thế giới. Vì thế, năm 2018 là năm tiền đề, bước đệm cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nền tài chính Việt Nam, hướng tới cuộc chơi lớn hơn trong khu vực khi thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được nâng hạng vào nhóm thị trường mới nổi vào cuối năm 2019, đầu năm 2020.
Các cái yếu tố vĩ mô là nền tảng cho thị trường chứng khoán thì chúng tôi nhận định là vẫn rất tốt. Kinh tế vĩ mô, các chỉ báo kinh tế vĩ mô của tháng 1 năm 2018 vẫn ở trong xu thế ổn định và tăng trưởng. Và cái thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được từ cái báo cáo quý 4 của các cái doanh nghiệp niêm yết thì cho thấy rằng là cái con số rất là khả quan. Trên sàn HOSE thì đến 97% doanh nghiệp báo lãi, và trên sàn HNX thì cũng là 92% doanh nghiệp báo lãi. Trong đó thì doanh thu thì tăng trưởng 19% và lợi nhuận thì tăng trưởng hơn 26,5% so với năm 2016. Ý như vậy là cái con số này là lớn hơn so với cái ước tính trong cái báo cáo tài chính quý 3 mà chúng tôi đã công bố ra thị trường. Thế cho nên có thể nói rằng là cái tình hình kinh doanh của các công ty cũng rất là khả quan. Dòng vốn ngoại vẫn tiếp tục đổ vào thị trường. Và trong tháng 1 thì cho thấy rằng là số lượng tài khoản của các nhà đầu tư nước ngoài mở mới trên thị trường tăng rất là mạnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo các nhà đầu tư chứng khoán nên giữ thái độ lạc quan, trông thận trọng để đối đầu với những đợt điều chỉnh của thị trường có thể xảy ra vào cuối năm 2018, đầu năm 2019. Theo nhiều dự đoán, chỉ số VN Index có thể vượt qua đỉnh lịch sử 1.170 điểm. Thậm chí một số chuyên gia đưa ra kịch bản tăng trưởng rất lạc quan với VN Index ở 1.500 điểm. Không ai dám chắc năm nay vàng có tăng cao hay không, chỉ biết kênh đầu tư này sẽ rất biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhu cầu vàng toàn cầu năm 2017 đã chạm mức thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây trong bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sang các hình thức tài sản rủi ro hơn, ví dụ như thị trường chứng khoán hay bất động sản. Theo báo cáo từ Hiệp hội Vàng Thế giới, nhu cầu vàng cả năm 2017 giảm xuống còn 4.071 tấn. Vàng là một loại kim loại quý và được xem như thiên đường lưu trữ tài sản và đầu tư trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Nhu cầu đầu tư vào vàng năm ngoái cũng sụt giảm 1/4 so với năm 2016. Không những kinh tế Việt Nam mà còn kinh tế toàn cầu đang phục hồi rất là tốt. Cho nên cái hiện nay nó có sự dịch chuyển dòng vốn, chuyển từ những cái kênh đầu tư an toàn, chẳng hạn như vàng hay là ngoại tệ, sang những kênh đầu tư mang tính chất rủi ro hơn, nhưng mà lại mang lại những cái cơ hội lợi nhuận rất là tốt, chẳng hạn như là chứng khoán hay là bất động sản. Tại Việt Nam, kể từ khi Nghị định số 24 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ngày 3 tháng 4 năm 2012 có hiệu lực thi hành, các hoạt động giao dịch kim loại quý này đã được quản lý chặt chẽ hơn, giá vàng qua đó cũng ổn định và ít biến động hơn. Ta thấy rằng là nó đã kém hấp dẫn trong vòng khoảng 3 năm vừa qua, từ khi mà Chính phủ quyết tâm thực hiện cái Nghị định 24 để kiểm soát và ổn định cái thị trường vàng. Thì ta thấy rằng là giá vàng ở Việt Nam chúng ta tương đối ổn định và nó sát hơn so với giá vàng trên thế giới. Chính vì như vậy là nếu mà đầu tư vào vàng kể cả năm 2018, tôi cho rằng là nó không phải là một cái kênh đầu tư mang lại lợi quả, hiệu quả cao đối với nhà đầu tư. Theo phân tích của tổ hợp vàng World Gold Cousin, yếu tố quan trọng nhất đẩy giá kim loại lên cao trong năm 2018 là Ấn Độ và Trung Quốc. Hai nền kinh tế này đang trong chu kỳ thịnh vượng, GDP của Ấn Độ đang bắt kịp Pháp, người dân tại đây lại rất trọng vàng. 65% nhu cầu tiêu thụ kim loại này của thế giới xuất phát từ Ấn Độ và Trung Quốc. Điển hình là vàng luôn tăng giá vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hay mỗi mùa cưới tại Ấn Độ. Thế nhưng giới chuyên gia cho rằng đầu tư vào vàng cần theo dõi sát diễn biến từ giá vàng thế giới và dự đoán giá vàng là một điều không hề dễ dàng. Tôi thấy là biến động của giá vàng rất phức tạp. Trong năm vừa qua thì có lẽ là không ai có thể kiếm tiền được từ kinh doanh vàng, có thể lãi lúc này nhưng mà lỗ lúc khác, rất là khó có thể dự đoán được giá vàng. Bởi vì giá vàng phụ thuộc rất nhiều vào biến số bên ngoài Việt Nam và điều này là phụ thuộc rất nhiều vào cái khả năng phân tích của từng người, và tôi nghĩ không nhiều người của chúng ta có thể phân tích được điều đó và có thể kiểm soát được các biến số đó. Mặc dù nhu cầu vàng cả năm giảm, giá vàng lại tăng tới 13% trong năm 2017 do đồng đô la Mỹ suy yếu. Trong thời gian qua, đô la Mỹ mất giá và đã rơi mạnh nhất từ một chục năm qua khi Tổng thống Donald Trump tiến hành chính sách cải tổ thuế khóa gây lo ngại nợ công của Hoa Kỳ tăng nhanh. Đô la mất giá là một yếu tố khiến mọi người chuyển sang mua vàng, đẩy giá vàng lên cao. Vàng thường theo tăng giá theo chu kỳ, và chúng ta nhìn thấy đồng đô la đang giảm giá. Trên biểu đồ phân tích kỹ thuật, đồng đô la đang giảm xuống và các cái chỉ báo về giá vàng tăng trong dài hạn đang chỉ báo rất rõ ràng. Năm nay giá vàng sẽ tăng tương đối khả quan. Có thể thấy rằng toàn cảnh thế giới mà càng nhiễu nhương, khủng hoảng ngoại giao hay chính trị càng nhiều,
thì mọi người càng chuộng mua vàng, một kênh đầu tư trú ẩn an toàn. Khuynh hướng giá vàng tăng vẫn có thể tiếp tục kéo dài trong năm 2018. Để kiếm lời khi đầu tư vào vàng, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến giá vàng và biến động địa chính trị trên thế giới để có thể lựa chọn được thời điểm đầu tư hợp lý. Ngoài các kênh đầu tư trên, chúng ta không thể không nhắc đến một kênh đầu tư nữa, đó là tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Đây là kênh đầu tư truyền thống và cũng là kênh đầu tư an toàn nhất. Tuy nhiên, đây lại là kênh đầu tư mang lại ít lợi nhuận nhất cho các nhà đầu tư, khi mức lãi suất ngân hàng chỉ trong khoảng từ 6 đến 7% một năm. Vậy năm 2018, kênh đầu tư này có tiếp tục hấp dẫn giới đầu tư hay không? Trong năm 2017, mặc dù các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản phát triển rất mạnh mẽ và sôi động, nhưng lượng tiền gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn có xu hướng tăng. Trong bối cảnh năm ngoái 2017, chứng khoán và bất động sản rồi lập nghiệp, khởi nghiệp phát triển rất là tốt. Thế nhưng mà cái lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng vẫn tăng 15%. Và cái gọi là lãi suất thu được thì vẫn được ở mức là từ 6 đến 7%. Thế lý do vì sao như vậy? Bởi vì người ta vẫn cho rằng đấy là một cái kênh rất là an toàn và nó cũng ở cái mức sinh lời dương khá là tốt so với cái lạm phát ở mức khá là thấp. Cái thứ hai là nó cũng không phải suy nghĩ gì cả và đầu tư vào đó, gửi vào đó và rõ ràng là an toàn và có thể là kê gối ngủ ngon đấy, và không phải lo lắng gì về cái đầu tư của mình. Trong khi đó, nếu như muốn đầu tư những kênh khác thì rõ ràng phải đòi hỏi có kiến thức nhất định và đòi hỏi về cái sự bám sát, theo dõi thường xuyên. Thế thì không phải là ai cũng có điều kiện về mặt thời gian, về mặt trí tuệ và thông tin để làm việc đó. Thực tế cho thấy, việc gửi tiết kiệm ngân hàng là một hình thức sinh lời nhàn rỗi và an tâm nhất, mức giá ổn định và thanh toán nhanh nhất. Bên cạnh đó, với các quy định hiện hành của chính phủ và ngân hàng nhà nước, lợi ích của người gửi tiền luôn được đảm bảo. Đông người dân thì có tiền nhàn rỗi thì tôi vẫn cho là người ta chọn con đường gửi tiền vào ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thì ở một trường mực nhất định là cái mức độ rủi ro nó thấp, thậm chí là đôi khi chưa bị rủi ro tính đến thời điểm này, bởi vì chưa có một ngân hàng nào được xem xét là phá sản, thậm chí bị mua không đồng thì ngân hàng nhà nước vẫn đứng ra chi trả toàn bộ những khoản tiền ấy cho người dân. Vì thế mà quay lại vấn đề là gửi tiền tiết kiệm thì vẫn là một cái kênh an toàn và có lợi nhuận. Và nhất là trong cái bối cảnh hiện nay thì để tạo sức hấp dẫn cho những người gửi tiền, cũng như là khi mà cái nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn rất là lớn thì ngân hàng vẫn phải để một cái lãi suất đủ sức hấp dẫn và thực sự dương so với lạm phát để huy động tiền vào ngân hàng và mới có điều kiện để mở rộng cái cho vay cũng như đầu tư của bản thân ngân hàng đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, khi so sánh tương quan giữa tăng trưởng tín dụng là khoảng 17% với tăng trưởng huy động là khoảng 14%, điều này cho thấy xu hướng đem tiền gửi tiết kiệm đã dần thu hẹp lại. Theo chuyên gia này, nguyên nhân chính xuất phát từ mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm không hấp dẫn như các kênh đầu tư khác. Cái mặt bằng tiền gửi tiết kiệm hiện nay không thực sự hấp dẫn lắm. Nếu mà gửi một năm thì cái lãi suất phổ biến ở các ngân hàng hiện nay và khoảng là 6,5 đến 7%, cho nên là nếu so với mức độ hấp dẫn các cái kênh chứng khoán như kênh chứng khoán hay là đầu tư bất động sản thì cái kênh tiền gửi hiện nay có vẻ như là chưa thực sự hấp dẫn cho lắm, và đó là lý do mà kênh tiền gửi tiết kiệm chủ yếu là vẫn là một cái kênh mà phần lớn là được những cái bộ phận mà không chịu cái mức độ rủi ro cao, hoặc là bộ phận dân cư, những người già, những người đã về hưu thì người ta sẽ ưa thích hơn. Bên cạnh đó, mức lãi suất trong năm 2018 được dự đoán sẽ giảm so với năm 2017 do áp lực huy động vốn của các ngân hàng không còn lớn. Liên quan đến câu chuyện rằng là từ cái dòng tiền thoái vốn, thứ nhất là tôi nhìn qua từ cái câu chuyện mà Sapeco đã làm thay đổi toàn bộ cái bộ mặt của nền tài chính hiện nay. Cái dòng tiền về rất là lớn, và thứ hai là tôi biết có một lượng tiền rất là lớn mà bộ tài chính đang giữ mà chưa giải ngân được. Cái điều đấy nó sẽ có thể làm cho việc là cái phát hành trái phiếu đối với ngân hàng bộ tài chính sẽ không quá áp lực nữa. Điều đấy nó cũng sẽ làm cho rằng dòng tiền khi vào ngân hàng sẽ không đẩy ra được quá mạnh nữa. Nó cũng sẽ gây tác động ra là giữa đầu cung và cầu. Chính vì thế khả năng cao là lãi suất sẽ giảm xuống, nó cũng sẽ không thành một kênh hấp dẫn vậy.
Như vậy, gửi tiết kiệm ngân hàng là một kênh đầu tư an toàn và dành cho những nhà đầu tư không thích mạo hiểm. Tuy nhiên, khi gửi tiết kiệm, nhà đầu tư cần lựa chọn ngân hàng uy tín, có bề dày lịch sử và độ an toàn cao. Ngoài ra, cũng nên lưu ý về mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, thời gian hoạt động trong và ngoài giờ hành chính của ngân hàng để dễ dàng thực hiện các giao dịch khi cần thiết. Còn quý vị thì sao? Quý vị sẽ lựa chọn kênh đầu tư nào cho năm 2018 này? Hãy cùng cho chúng tôi biết nhé! Một lần nữa, thay mặt ekip chương trình Chứng khoán cuối tuần, xin chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Còn bây giờ, chương trình Chứng khoán cuối tuần này xin được tạm dừng tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.